Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình giao lưu một chiếc quay Trung Quốc nha các bạn. Chiếc quay này cũng dọn kiển rất là đẹp, khá là bắt mắt nha các bạn ơi. Đây là có cửa hàng của một người bạn nhờ mình đăng bán giùm các bạn ơi. Đây là cửa hàng bán đồ xe kiển nha các bạn. Bắt đầu bán đồ kiển. Đó, nhờ mình đăng giùm bán một chiếc xe quay Trung Quốc. Nói chung là dọn xe dọn rất là đẹp nha các bạn. Xe còn rất là ngon. Mình quay cho các bạn xem. Bản số này là không bao sang tên nha các bạn, tại bản số này ở xa nên không có bao sang tên. Các anh em nào nói chung là xe rẻ nên cũng không cần sang tên đâu nha các bạn. Xe Nhật, xe mắc tiền, xe có giá trị mình mới nên sang tên. Còn những chiếc xe này thì có giấy mua bán của cửa hàng bao cho mình chạy là ok. Đó, mình sẽ quay sơ nét toàn bộ rồi xong mình sẽ quay chi tiết từng bộ phận cho các bạn xem luôn ha. Xe này có ăn ba da tay luôn nha các bạn. Giá rất là mềm. Nói chung là những chiếc xe kiển, xe Trung Quốc thì giá nó cũng không có cao đâu nha các bạn ơi. Cũng để mềm mềm cho các anh em mua về chạy thôi. Xe rất là đẹp, dọn full luôn ha. Này, ăn bánh da tay nè các bạn. Dàn áo màu xanh lục. Chung là xe thì đã dọn từ đầu tới đuôi hết trơn, không còn chừa chỗ nào hết chứ. Mình quay chi tiết xong từng bộ phận xong mình sẽ đề nổ máy cho các bạn nghe ha. Thử đèn càng nhanh luôn, tại vì xe này mình chưa nổ máy, mình cũng chưa biết là nó như thế nào. Mình sẽ nổ máy cho các bạn xem. Giờ bắt đầu mình quay từ bánh trước. Đó, cái dành là không có bị sét nha các bạn. Xanh dành còn rất là đẹp. Số điện thoại mình có để trên tiêu đề nha các bạn. Xíu nữa mình sẽ để số điện thoại mình vô. Anh em nào muốn mua xe thì hãy liên hệ tới mình ha. Xe này là mình không có bao ship này các bạn. Bán tại cửa hàng. Còn anh em nào muốn ship đi xa thì chuyển tiền cho mình mới gửi đi được. Tại vì có mình bị mấy lần rồi. Nhiều khi anh em ở xa kêu mình gửi lên rồi không nhận hàng, rồi mất mình gửi về mất cái chi phí. Nên anh em nào mà ví dụ như có muốn mua lại á, thì mình có thể là chuyển tiền cho mình rồi mình mới chuyển xe nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ quay từng chi tiết cho các bạn xem nha. Quên nữa, cái cục máy quay cho kỹ lại cho các bạn xem. Đó. Cục máy sạch sẽ nha các bạn, không có bị chảy nhớt gì cho ha. Đó, không có bị chảy nhớt, không bị gì hết. Cái
phần ăn ba gia tay nè các bạn. Cái này bạn này lên ăn ba gia tay này nói chung là cũng đỉnh ha. Đó các bạn nhìn đó, cái này bị bụi nha các bạn, chùi lại là sạch bóng nè, chùi lại sạch bóng nè, bị bụi ha. Rồi bây giờ là quay phần bên phía bánh sau cho các bạn xem luôn. Chung là xe này dọn này dọn ghim chứ không có chơi đồ độ ha. Đây nè, cần gác chân nè các bạn. Này nói chung là cũng rất là êm ha. Giờ là phần bánh sau, bánh sau bên 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 phải đó, phần gác nè, buộc nè, chung là cũng khá là bắt mắt nha các bạn. Cái lốc máy bên đây nó hơi chốc, nó sơn nhẹ nhẹ mấy lỗ nha các bạn. Cái này về mình sơn lại không có nhiều tiền chứ ha. Cái phần này cũng vậy, phần này nó cũng hơi chốc chốc, nó sơn xíu nè. Về mình này mình đánh nhẹ ra cái là mới chát à. Rồi bây giờ là mình sẽ mượn một người bạn là nổ máy cho các bạn nghe luôn. Rồi mình sẽ đạp máy cho các bạn nghe luôn. Vô là xe là toàn bộ là